Đặng Văn Lâm mua xe tặng bố mẹ. Ngày 17 tháng 1, vợ chồng ông Đặng Văn Sơn khoe ảnh chiếc xe hơi mới được con trai mua tặng. Bà Yukova Olga, mẹ Đặng Văn Lâm, đã ôm vai chồng khóc trong khoảnh khắc nhận xe mới. Chiếc xe Văn Lâm mua tặng bố mẹ thuộc dòng SUV đời mới, giá lăn bánh hơn 1 tỷ đồng. Đây là số tiền Lâm tích lũy sau thời gian thi đấu ổn định. Văn Lâm đăng ảnh chụp bố mẹ bên chiếc xe lên mạng và nhận được nhiều tương tác, chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Trước đây, Lâm cũng từng mua xe tặng bố mẹ lúc còn ở Nga. Hai vợ chồng ông Đặng Văn Sơn đều từng là nghệ sĩ múa, sống nhiều năm ở Nga. Hiện cả nhà ông ở thành phố Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng gia đình mới ra sân xem con trai thi đấu. Không lên tuyển Việt Nam đá ASEAN Cup 2023, Văn Lâm đang hồi phục chấn thương để sẵn sàng cùng câu lạc bộ Bình Định chuẩn bị cho V-League trở lại giữa tháng 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.